À, dạ vâng ạ, lên xe rồi. Vâng ạ, tuyệt vời luôn. May là vẫn đủ chỗ đúng không ạ? Đây. Ui giời. Đây ạ, à, cảm ơn anh trai nhá. Anh vừa nhắc bảo là mua đấy 4-5 bộ rồi em mới nhớ anh. Thế là đúng là nhà hàng thì không bao giờ nhớ các bác khách hàng đúng không ạ? Các bác khách hàng nhớ nhà hàng thôi. À, làm tốt, làm chuẩn thì anh em giới thiệu người nhà, bạn bè tới mua sắm rất nhiều các bạn. Hơi tối các bạn. Đấy, không biết là có vừa được không đấy đúng không ạ? Đây các bạn này, đây nữa này. Đấy. Súp này hơi tối các bạn. Vâng ạ, ok. Còn đây nữa, đây quà của em Luân gửi cho các bác ở Bắc Linh đúng không ạ? Cảm ơn các anh nhá. Các anh về nhá. Ok ạ, à, bộ thứ 4 thứ 5 tại cửa hàng rồi ạ. Tuyệt vời. Đấy, anh trai vừa nhắc em mới nhớ bảo là anh mua đấy 4-5 bộ rồi. Cứ anh em có nhu cầu mua là anh đưa xuống dưới nhà bởi vì quá tin tưởng đúng không ạ? Ở đây là anh trai Hưng Yên các bạn. Anh trai Hưng Yên. Ok, tuyệt vời. À vâng, em đang nói chơi toàn thể các bác ở trên tỉnh Bắc Linh về bên nhà em. Đó là em và K là các bác chạy hết. Thưa các bác của anh em, hiện tại thì cũng chưa biết được là có bao nhiêu bộ lên đường trong ngày hôm nay. Những ngày gọi là cuối năm đúng không ạ? Bộ này là bộ thứ nhiều trong ngày hôm nay các bác nhé. Bộ sản phẩm này có tổng giá trị là xấp xỉ 37 triệu đồng các bác nhé. Xấp xỉ 37 triệu đồng về với anh trai Trần Biên có địa chỉ tại Bắc Linh, thưa các bác. Quế Võ đúng không ạ? Có Trần Biên không ạ? Mộ đạo Quế Võ Bắc Linh. Vâng. Và anh trai đang làm những thủ tục cuối cùng đó là thanh toán tiền. Cảm ơn tất cả anh trai nhá. Thì em xin được gửi một món quà Tết đó là tình cảm của em Luân tới bác chủ của bộ sản phẩm này đúng không ạ? Thưa các bác của anh em, loa P-Way mã số CK32 hàng mới tinh. Thì tới giờ phút này là em không chắc là còn bao nhiêu đôi nhưng còn rất ít. P-Way CK32 và vừa em mới chốt một bộ cho anh chị ở bên Lam gì em nhỉ? Lam Sách đúng không nhỉ? Lam Chính à? Em vừa chốt một bộ cho anh chị bên Lam Sách thì chiều mai em sẽ lắp cũng là loa P-Way các bác nhá. Loa P-Way giá 13.500.000 hàng mới. Vang số PS Audio K1000 Pro giá 6.500.000. Đẩy PS Audio LA904 giá 9.800.000. Một quả súp các bác nhá, một quả súp DT các bác nhá, bát 40 từ 220 con 100 giá 4.800.000. Hai chiếc mic có dây các bác nhá. Các bác xem nhá, hai chiếc mic có dây của BMS Pro Sound hàng chính hãng giá 1 triệu một cái các bác nhá. 1 triệu một cái. Đó. Ok chưa? Quá tuyệt vời. Rất nhiều những bộ sản phẩm lên đường. Và nhân tiện clip này em có thể xin được chia sẻ toàn thể các bác ai mà muốn mua đẩy hãng đúng không ạ? Muốn mua đẩy chính hãng, hàng đẹp gần như mới mà giá rẻ hơn được vài triệu đồng thì anh em sẽ liên hệ cho em nhá. Một anh trai ở Mỹ Hào Hưng Yên mua của em một con đẩy CLX DS41250 được khoảng gần 1 năm rồi. Như anh đánh với đô la JBL SGX725, lay anh xuống đổi lấy con 418 đây nhá, con của anh đây. Các bác nhá. Con của anh đây ạ. Anh em có thể chốt giá với em là 17 triệu đồng các bác nhá. 17 triệu đồng em bao các bác test 1 tuần các bác. Đấy, bao test 1 tuần. Đó, lỗi em chịu trách nhiệm rồi này các bác. Ok chưa? Còn anh em muốn em bảo hành cho lửa 5 hoặc 15 thì cứ thêm cho em 500, 1 triệu em bảo hành cho các bác vô tư đúng không ạ? Các bác lưu ý là hàng rất đẹp nhá. Đây ạ. Đây anh xuống đổi lên con đẩy CLBX 418 đây ạ. Thì em thử cho anh, các bác lưu ý nhá. Ok chưa? Tuyệt vời luôn. Em xin phép là test một đoạn được không ạ? Đây, xin mời các bác. Tiếng mic rất là sáng, hát nhẹ, hát không mệt các bác nhá. Và một ca khúc đó là ca khúc Biển Tình các bác nhá. Quá hay luôn ạ. Cảm ơn các anh. Lập lè sông vô từng lớp xa, bọn tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới hơn cả những vì sao.
hào đi. Biết vậy ạ. Ok, chốt xong các bác nhá, test để các bác của anh em đúng không ạ, tham khảo chất âm, nghiên cứu, ngâm cứu. Rất cảm ơn các bác của anh em ủng hộ. Chắc chắn mày thử rồi ạ. Đây các bác nhá. Em nhấn mạnh lại là con đẩy đúng không ạ? Em vừa bóc xốp vào đây. Đây ạ. Em nhờ anh trai một chút. Đây ạ. Đẩy vừa bóc hộp xốp ra các bác nhá, 418 để đổi cho anh trai, anh lấy sang con 418 cho khỏe đúng không ạ? Đẩy mới tinh. Còn con đẩy anh cầm đến cửa hàng em xem chính xác mua từ ngày nào các bác nhá. Anh em chốt con đẩy này là ngon này các bác này, ngon bổ rẻ các bác này. Đấy. Mới được có bao nhiêu? Xít được 1 năm các bạn, ngày 16 tháng 1 năm 2022. Vậy là hôm nay là ngày 27 rồi, vậy là được 11 tháng hơn. Gọi là gần 12 tháng, gọi là gần 1 năm. Chính xác. Hôm nay 28 đúng không ạ? Tuyệt vời. Anh em mua con đẩy này nhá. Alo, thật sớm nha thì để sở hữu này. Các bạn ạ. Đấy, em mua bao nhiêu bán ở đấy. Còn anh em nếu muốn em bảo hành lâu đúng không ạ, thì thêm cho em một xíu xíu thôi, em bảo hành lâu cho anh em luôn. Kể cả ra anh em muốn bảo hành 1 năm cũng được, em vẫn cứ vô tư các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác cùng cả nhà nhá. Cảm ơn các anh nhá. Đấy, tuyệt vời quá đúng không ạ. Cái này bảo hành 1 năm ạ. Vâng. Ok, xin cảm ơn cả nhà ạ.